một năm mới phát tài, nhiều niềm vui và nhiều thành công mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn thảo một cái chiến lược vô cùng quan trọng. Mặc dù đó năm mới với rất nhiều những cái dự định lớn lao mà chúng ta chắc chắn rằng là vẫn đang hơi lo lắng về cái thân hình của mình sau những cái ngày nghỉ Tết và sau những cái ngày mà thưởng thức những cái món truyền thống của ngày Tết, thì hôm nay có thể là chúng ta đã hơi bị tròn hơn một chút, bụng của chúng ta hơi to hơn một chút. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giảm cân hiệu quả ngay sau Tết? Bạn sẽ đến với cái phương pháp giảm cân cực kỳ cấp tốc, an toàn và hiệu quả của Yobo dành cho các bạn với tất cả tình yêu thương để giúp các bạn lại thon gọn, đẹp đẽ trở lại như những ngày trước Tết, để cho những ngày qua dường như chưa bao giờ diễn ra, chúng ta vẫn có thể diện những cái bộ đẹp như vậy với một cái vòng hai thon và nóng bỏng như vậy. Rồi, chúng ta sẽ làm thế nào đây? Thực ra thì có rất là nhiều những cái phương pháp giảm cân khác nhau, nhưng bạn biết rồi đấy, đối với Yobo chúng tôi sử dụng những cái loại thực phẩm thiên nhiên, chúng tôi sử dụng rau củ quả, chúng tôi sử dụng danh mục thực phẩm tàng hình. Nếu bạn biết cái danh mục thực phẩm tàng hình, bạn muốn xem chi tiết thì bạn có thể tìm cái video clip này. Đây là một cái video clip vô cùng quan trọng, cần thiết khi bạn theo dõi toàn bộ cái hành trình dinh dưỡng của Yobo nhá. Với cái danh mục thực phẩm tàng hình này thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Vô cùng đơn giản. Nếu bạn muốn ép cân, tức là bạn muốn ép khoảng 3 cân, 4 cân, tôi không biết là trong dịp Tết bạn đã bị tăng bao nhiêu cân. Nếu bạn muốn ép cân thì bạn sẽ ăn một ngày một bữa chế biến và hai bữa còn lại bạn sẽ ăn thực phẩm tàng hình. Ok chưa? Thực ra thực phẩm tàng hình nói ngắn gọn là những cái loại rau củ quả đặc biệt mà chúng ta có. Thứ hai là nếu như mà bạn không bị tăng cân quá nhiều, bạn nhưng mà bạn cảm thấy cơ thể của mình khá là nặng nề và bạn muốn thay đổi cái chế độ ăn, thì bạn có thể vào cái chế độ duy trì, đó là một ngày một bữa thực phẩm tàng hình và hai bữa thực phẩm chế biến. Ok chưa ạ? Tức là trong một ngày bạn phải có ít nhất 1 đến 2 bữa đồ tươi nhé. Đồ tươi chứ không phải đồ chay nhé. Có nhiều người nghĩ rằng là mình cứ luộc hết lên hoặc là mình cứ xào nấu hết lên rồi mình ăn thực vật, mình cũng ăn coi như là mình ăn chay, nhưng mà như vậy không làm cho chúng ta gầy đâu. Cái mà chúng ta cần chính là lượng vitamin, enzyme, muối khoáng, những chất chống oxy hóa, những chất mà giúp cho chúng ta có thể đào thải độc tố và đào thải cái lượng mỡ thừa của chúng ta. Nó đến hoàn toàn từ thực phẩm tươi, hoàn toàn từ thực phẩm tươi, cho nên bạn phải giữ nguyên cái độ tươi của nó, đừng có chế biến của nó bằng nhiệt. Bởi vì khi chế biến bằng nhiệt thì tất cả những cái chất dinh dưỡng này nó sẽ bị mất hết các giá trị của nó rồi. Cái điều cần lưu ý tiếp theo là bạn phải thay đổi cái suy nghĩ của mình khi mà bạn trong bữa ăn. Tức là mình có hai cái quan điểm khác nhau nhé. Hoặc mình ăn đến hết đói thì ngừng, hoặc mình ăn đến no thì ngừng. Theo các bạn chúng ta sẽ chọn cái cách nào đây? Thực ra thì chúng ta không cần phải ăn đến no căng rồi mới ngừng đâu. Chúng ta chỉ cần ăn khi mà chúng ta cảm thấy hết đói chúng ta có thể ngưng rồi. Đó chính là cái cách mà giúp cho bạn có thể hạn chế được cái lượng đồ ăn không cần thiết vào bên trong cơ thể và hỗ trợ cơ thể mình giảm cân một cách hiệu quả cho những ngày sau Tết nhé. Bạn để ý lại xem, ví dụ khi mà mình rất là đói và mình vào một bữa cơm, nếu bạn chọn một tô canh để ăn trước thì ăn xong tô canh đó có thể bạn đã hết đói rồi. Hoặc là ăn xong cái tô canh đó bạn sẽ thấy rằng là cái cảm giác mà đói cồn cào ấy nó giảm bớt xuống. Thường khi mà mỡ được bắt đầu được kích thích đốt á, là cái lúc mà bạn cảm thấy muốn ăn cái thứ gì có bột, tức là bột đường á. Giống như những lúc nào mà Anna là làm việc hơi bị căng thẳng chẳng hạn và chỉ kịp ăn một số loại rau củ quả hoặc ăn rất ít á, thì Anna có thể sẽ cảm thấy là thèm một chút cơm, hoặc là mình cảm thấy là mình thèm cái bánh hỏi chẳng hạn, tức là những thứ làm từ bột gạo hay những thứ mà Anna thích. Thế thì khi mà bạn ngồi vào mâm cơm và bạn ăn một tô canh hoặc là bạn ăn một đĩa rau trước, kể cả đấy là đĩa rau luộc hay là đĩa rau xào, nó cũng làm cho bạn cảm thấy mình đỡ đói đi phần nào rồi. Sau đó bạn mới bắt đầu ăn những cái món, những cái thức ăn như là cơm này, rồi những cái loại protein, những cái loại đạm. Thì nếu mà bạn ăn như vậy thì bạn sẽ có thể ngưng bất cứ lúc nào và không bị nạp quá nhiều. Thường ấy, chúng ta vì lại đương nhiên là chúng ta thèm những cái chất bột, nhưng do là chúng ta không có ý thức về việc rằng nếu ăn những cái thứ đó trước nó sẽ lâu no hơn và nó sẽ làm cho chúng ta mập lên nhanh hơn. Bạn chỉ cần thay đổi trật tự ăn thôi, bạn sẽ ăn những cái loại rau củ quả trước có ở trong mâm cơm của mình, sau đó mới đến thịt cá, trứng, rồi mới đến tinh bột. Thì hoặc là bạn có thể ăn đạm và tinh bột đồng thời cùng nhau luôn cũng không sao hết. Và khi bạn ăn như vậy thì
Cái thực vật ấy nó sẽ giống như là một cái chổi, nó sẽ quét 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 tất cả những cái dầu mỡ mà có khả năng bám ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Bạn phải biết rằng là trong cái dịp Tết là cái dịp mà cơ thể chúng ta nạp không chỉ cái lượng nhiều mà còn đầy đủ chủng loại, các thể loại. Đâu phải là chúng ta chỉ ăn những cái món ở trong bữa ăn đâu. Bên ngoài bữa ăn chính này chúng ta còn ăn rất là nhiều kẹo bánh, rồi những cái đồ mà gọi là ăn chơi kèm với cả uống bia hay là uống rượu vang, như là thịt xông khói, rồi thịt muối, rồi lạp xưởng, rồi xúc xích, rồi ngay cả những cái món thịt khô như là trâu gác bếp hay là thịt bò khô hay tất cả những cái món đó, nó đều làm cho chúng ta như là một cái, gọi lịch sự là một cái tủ lạnh đủ loại, nhưng mà gọi hơi ít lịch sự một chút thì chúng ta chả khác nào một cái thùng rác ở trong nhà của chúng ta. Và bạn hãy cứ ngửi cái mùi của trong cái thùng rác, bạn sẽ biết là trong cơ thể của chúng ta nó có cái mùi gì. Đó chính là lý do mà trong cái quá trình giảm cân sau Tết, bạn cần phải ghi nhớ một điều là bạn phải có những cái ngày bạn detox để bạn thanh lọc thải độc cho cơ thể. Detox bằng cách nào đây? Detox đơn giản, đây là Anna nói theo trường phái của Yobo, là bạn sẽ sử dụng những loại rau củ quả tươi 100%, và trong cái ngày mà bạn detox đó thì bạn chỉ sử dụng những thực phẩm tươi 100% thôi. Bạn hãy lưu ý rằng là cái trường phái của Yobo nó hơi khác với cả cái trường phái mà bạn cũng hay thấy chia sẻ những cái loại nước mà đổ nước vào rồi đổ cắt một số những cái lát trái cây vào rồi ngâm nhá. Anna không có sử dụng cái cách đấy, mà ở Yobo chúng tôi là khuyến nghị khách hàng là ăn toàn phần cái thực vật luôn, và chỉ là bạn phải ăn chứ bạn không được nhịn. Thanh lọc là đối với cơ thể của chúng ta, thanh lọc có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đưa vào cơ thể những thứ mà lá gan, quả thận của chúng ta và hệ bài tiết của chúng ta cần để giúp cho loại bỏ những cái độc tố. Chúng cần cái gì ạ? Chúng cần nước đúng này, cần vitamin, muối khoáng, enzyme, những chất mà bảo vệ, phòng chống ung thư, chống oxy hóa và lượng chất xơ cần thiết. Chất xơ sẽ là cái chổi để quét, còn tất cả những cái loại mà dưỡng chất sinh học Anna vừa nói nó sẽ là nguyên liệu cho các cái cơ quan của cơ thể hoạt động và kích hoạt cái quá trình thanh lọc, đào thải độc tố của cơ thể. Chứ detox thải độc không có nghĩa là chúng ta không đưa cái gì vào cả. Nếu bây giờ chúng ta chỉ đưa mỗi nước vào thôi thì theo bạn cơ thể sẽ lấy cái nguyên liệu nào để mà hỗ trợ cho chúng để mà thải độc đây? Và cái cách mà giảm cân hiệu quả sau những cái ngày nghỉ Tết của Yobo chỉ đơn giản như vậy thôi. Rất là đơn giản, rất là dễ áp dụng và kết quả có rất nhanh. Bạn có thể giảm được 1 đến 2kg ngay trong một tuần đầu tiên, và bạn làm càng sớm càng tốt, trước khi mà cái lượng cân dư thừa đó, ban đầu nó chỉ là tạm thời, ban đầu có thể nó đang ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta thôi, nhưng nếu như bạn để quá lâu thì nó sẽ trở thành máu thịt của chúng ta thật. Và nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý nó một cách phức tạp hơn. Nếu bạn thích thông tin này, xin hãy cho Yobo một like, một share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi. Chúc bạn sẽ có những cái bước giảm cân thon gọn, ngoạn mục ngay sau những ngày nghỉ Tết. Một lần nữa, chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.